Kính thưa các tác phẩm sau đây, kính thưa quý vị đại quý, kính thưa quý vị các bạn trong buổi lễ tăng hôm nay. Xưa nay thì có loại thỏ mộc sống trên đỉnh núi cao, hay gọi tùng bách trúng được sau mới sống được ngàn năm. Chứ làm kiếp người thì khó ai sống ngoài trăm tuổi. Trần gian là nơi cõi tạm mà người đời mới đã đi tìm chân. Đã làm kiếp người thì sanh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi. Nay hương linh mãn số hồng trần về nơi đất Phật. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mấy trời lòng lọc khó phụ kính được con cha. Và được tin em là em đồng nghiệp của chúng tôi thay mặt đội pháo vàng võ thuật Thanh Tùng cũng như câu lạc bộ võ thuật xã Thế Đông đến đây thực hiện những tiết mục võ thuật biểu diễn. Nếu có điều gì sơ sót, mong các cấp chính quyền xã tài quý gia đình tạm nguyện, quý quan khách niệm tình bỏ qua cho. Và sau đây mà anh em chúng tôi xã hai xã thay cây bốn lại. Thank you.
Oh!
Thank you.
đã đi đâu vậy? Những cành hoa tươi thương của toàn thể quý cô chú thì gửi tặng cho anh em chúng tôi, và chúng tôi xin đại diện em là gửi lại cung đứa cho gia đình ạ. Và tiếp tục chương trình thì Kim Tứ và con quỷ cho một chạm vào tay thật lớn lên đi ạ. Xích cổ cho nó chết luôn. Mày chết cho mày con quỷ à. Trời ơi ông nội ơi, xích trời trời thôi con chết thiệt đó chả. Ui da trời. Lôi rồi nó lên. Coi chừng nó chạy đó nha mày. Xích trời trời thôi ông nội còn nhà đó chả. Buồn nhà buồn nhà đó mày ơi. Nó một đá đây mày. Nó con. Nãy chạy qua rồi mấy giờ. Đây. Có bia, nó còn luôn. Ông nội đã uống xong thì muốn làm gì làm nha. Thằng đúng chết rồi đó. Thèm lắm không mày? Đứng như mày, đứng như ông nội hả? Mày đi thằng bay tưởng tao chết sao mày làm chứ vậy? Muốn gì nữa? Trước khi tao chuẩn bị cởi chân đi theo thằng em ở trong nhà. Hãy để ta kiếm thịt người ăn no bụng tao mới chết được. Mày ăn ai mày? Mày buông ra đây. Tao ăn thịt con nhỏ trong nhà. Ôi chạy nhớ. Rồi hai tay mày nắm mày kéo gì mày? Bụng con nổi tụt rồi mày chạy. Hai thằng nội nắm trên đầu á, nắm dưới quần tụt lại bà con ở đây à. Rồi mày kiếm gì nữa mày? Không sợ đâu mày. Tao kiếm thịt mềm hết. Thịt ai mà mềm mày? Thịt đàn bà với con gái. Ở đâu? Mày buông cái coi. Đi từ từ đừng ra lớn. Chị em gì đây mày? Căng tay nó ra cho dài bớt coi. Đưa mày
bà con gái là bác cho mày. Mày mua cái đây. Tao thật hai con nhỏ cho mày. Mày. Mày ăn thịt đàn bà đây mày ăn hết không? Không có. Không bả nè. Đâu đâu mày hở mấy thằng nhạc lễ coi. Thịt đàn bà con gái nó có chùa chỗ nào không nó to mày. Mày hỏi giàu quá mày. Chẳng ta nó ra trong nhà đá coi. Trời ơi, ông nội dây mà chưa ăn cơm gì đó, không phê trên trời. Thằng nào phê tao mới chịu thôi mày. Phê nào. Phê. Phê. Phê cho mày. Chạy đâu hả? Trời ơi, ông nội. Bộ đám bà con dòng hội với hai mày sao quyết mạnh như vậy trời. Gà đây biểu mày. Mà trong đâu lấy gà đè đầu nó xuống. Ông nội ơi, cái tính tiền về thì hết đủ bán tóc giả rồi đó nha. Làm xuống mày. Lâu. Lâu. Tao gì tiếp mày vậy? Quay. Không được bà con cũng. Cái tay á. Đâu. Đây đồng hồ cho đi đâu. Đâu vàng nè. Thật kêu nào chứ cái này nó lộn xấu quá cả trời. Chứ mày xíu rồi chứ cái nào mày. Làm xuống mày. Nhanh nhanh hả? Trời ơi. Chở trời chiếc xe thì qua qua nó hôm nay không lấy được cái nào trời. Trời ơi. Trời. Ây da trời trời ơi là trời. Thôi giậm nha, hiền mày nói trời gì mày. Mày giậm chú Nguyệt thì mày nhẹ như vậy. Mày thử mày nằm xuống đây đi. Chứ cơ sở mai tán chạy hầm lấy đánh giậm biết đặng hay nhẹ liền chứ gì. Trả giờ hả? Ngồi dậy con nước lần cuối đi mày. Ngồi dậy. Mày đạp được tóc giảng tao kìa. Không thấy được. Trời ơi là trời. Nó vô cho hôn nước làm những phút dài vậy. Cái bé thằng này con nhận bự sạc bê. Mày không? Mày không? Mày thấy nước đây sao mày? Công nhận tao nói không phải khen chứ. Nước ở dưới Mỹ, Đức, Tây sao uống nó mát hơn trên An Thái Đông nhiều mày ơi. Mày thử lại là lãnh đạo mày. Chơi dơ nữa hả mày? Ông nội ơi, xúc miệng cũng mít được nữa cha. Uống vô mày. Uống. Mày uống nước không xong hả? Ở đâu? Chơi che cám. Trời ơi là trời, nó giết cho chú gì. Cái miệng từ gọng vậy nó không chết. Nó đẩy lỗ thở hổn cũng được không? Mày bị xíu cho mày uống mà hai cái lỗ thở vậy mày. Nằm xuống nghe tao hỏi nè. Trước khi chuẩn bị cõi trận đi theo phò lên cũ, mày có điều gì muốn nói bà con ở đây không? Dạ. Trước khi con dẫn đi cõi trận. Để cái tay ra mày. Ê, ê. Trời ơi trời, công nhận nói không thấy khen nhau đâu. Đàn bà con gái nhà ai sao bên đêm đẹp lạ đẹp lùng vậy trời. Má gà cổ luôn đó nghe mày. Dạ. Trước khi con dẫn đi cõi trần đi theo người em ở trong nhà, gia đình bà con thu hết nào có thương tình. Nhưng mà ủng hộ con làm lỗ phí con đốt xanh nên con về dưới đó bà con ơi. Nghe mày ơi, theo tội nghiệp. Đây anh già cũng trong đồng nghiệp của mình, đứng ra tặng cho mày 100 ngàn nha mày. Trời ơi, ông nội ơi đâu mày. Để vô nổ đi. Dạ tiếp tục. Anh trai bên ngoài bước vô tặng thêm cho mày 100 ngàn nữa. Hồi về tao mày chia nha. Trời ơi, nói không phải khen nữa. Đàn ông con trai đây sao đẹp lạ đẹp lùng vậy trời. Ê ê, đám khán giả bạn bè đông như vậy nè. Không lẽ có hai người thương mày, còn mấy nhiêu bộ ghét tao hết rồi hả trời. Mày quỷ sứ đợi thịt người, ai mà thương mày mày. Còn chơi sở mai tán chạy hầm lý tấn đâu rồi mày. Mày sắp chết rồi kiếm cơ sở mai tán chạy hầm lý tấn gì nữa. Chút đi chút xíu ra mình uống với con đi con. Để cho mình. Mời nghe. Mời nghe. Chủ về hòm đi tấn cho mày một cái mèo mới lạnh có dùng đậm nè. Thiệt hả? Thiệt. Đâu? Trời ơi em đi ra đi cho để cho anh làm ăn với em. Về đây. Tiếp tục những anh trai bên ngoài bước vô tặng thêm cho mày 250 ngàn nữa như mày. Trời ơi trời. Từ hồi nãy giờ tôi thấy phụ nam vô ủng hộ. Còn hội phụ nữ của tôi đâu có kêu anh chơi người trời. Đâu đâu, còn cơ sở mai táng chạy hợp bà hai toán đâu mà bảy. Mày kiếm mày gì nữa?
Rồi trời cho kiếm hả? Nếu mà tao chỉ bị cậu với chàng Việt Anh Minh Phát, mày kêu quả tặng cho tao cái hồng giống hết ở trong nhà tao mới chịu rồi mày. Thù quá, cái gì chết là sinh hợp lại tốt hả? Cậu mày thì ông mở tặng cho mày cái từ thiện nữa rồi mày. Còn cơ sở may bán trời hợp, con có chủ tám cường đâu mà mày. Trời ơi, mày chưa tới tám cường luôn hả mày? Trời ơi, tao biết chạy đó mà mày. Coi coi, ổng còn ở đây không? Có không? Đâu đâu còn phó trời hợp 10 tí đâu còn mày? 2 tí đâu gì đó? Từ hồi nãy giờ tôi không thấy dấu hổng. Còn chủ chạy hợp tư đen đâu còn... Đây, tiếp tục cơ sở mà khám nhà hồng, tư đen trả tặng cho mày. Từ hồi nãy giờ tôi không có gì cho. Đi cùng phát nữa, đi cùng phát nữa, đi cùng phát, đi cùng phát. Đâu đâu còn đi cùng phát đâu mà mày. Trời ơi, ai ở mày? Cái này không phân biệt nha. Ai cái này mới vô cho là tiếng cùng phát thôi mày. Trời ơi, con trăm ngàn chứ trời. Bao số nãy đó. Nãy giờ tôi không thấy gì nha. Trời ơi trời. Bầu nhạc lễ tí rồi bầu nhạc lễ tư đen nãy giờ thấy vô hộ chưa mấy cha? Dạ đây tiếp tục một show tư đen cũng muốn nghe tặng cho mày 100 ngàn nha mày, 300 rồi đó. Hả? Mời nghe, mời nghe. Mẹ để vô đó giùm anh đi. Trời ơi, từng 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 tới rồi, 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 phó đội trưởng nữa, phó đội trưởng nữa. Đâu đâu còn phó đội trưởng ra nó chuyện con trai cảnh. Phó đội trưởng đây đây đây. Đội trưởng người phó đội trưởng đâu mày? Phó đội trưởng đâu? Trời ơi phó đội trưởng tư đen nữa hả? Đây tư sáng cho mày đen luôn quá. Đây, ở trong đội tao hình như có thằng ông già vợ chúng số nãy giờ tao thấy vô ủng hộ mày. À, Long Sơn, Long Sơn đâu mày? Trời ơi, mày dạy với tôi 59, lẹ mày. Cho lẹ đi mà để tao. Ê, mày làm mất mặt đội Thanh Tùng mày. Móc bóp ra. Lẹ lẹ, Long Sơn trai ơi. Cái đếm tôi nổi một nhọt, tao muốn chết đi đâu nổi. Cho đi, nhiều thối. Ai ai đâu đâu còn ai không nói cho tôi nghe coi. Còn chị Vi Xuyến nữa hả mày? Trời ơi, Vi Xuyến nữa. Đầu tiên mày nói tao tao liệu mày không? Đâu rồi? Đây, Long Xe Ôm bước vô tặng cho mày 100 ngàn đồng và chị Vi cũng bước ra tặng cho mày 100 ngàn nữa nha mày. Trời ơi. Ê, hình như tao nghe tỉnh Tiền Giang này là cơ sở mai táng chạy hòm trường mập có cháu. Ổng ở đây đúng không? Trời ơi, ngồi đâu? Lẹ lẹ đi mấy ông nội ơi, cái đứt tôi đổ một giọt đấm chết cho nó chạy. Để cho đổ một câu được không mày? Còn cuối cùng đâu mày? Còn cái hàng siết mà tí nị đâu mà mày? Tí nị đâu mày? Tí nị? Nị! Nị lên nị ơi! Nị trời ơi, vì má với Long qua còn mấy chục ngàn rồi má. Lạnh lắm không? Lắm có lại! Mày điểm chỉ coi! Từ hồi nãy giờ bà cô bác với cơ sở mai táng ủng hộ cho hai anh em tao về dưới đủ chưa? Tao không đi được nữa. Đóng nó lại, lẹ lên. Còn đâu còn anh hai giàu đóng tiêu mày. Thôi lẹ lẹ mấy chai hết giờ. Đây, em vào bước ra tặng cho mày 100 ngàn nha mày. Cảm ơn anh hai giàu đây. Chưa mày.
Còn Phương Nhật Lễ nãy giờ tao không có nói mày. Phương Nhật Lễ đâu mày? Phương à, ngồi đắp đi. Phương chưa chưa lại Phương Nhật Lễ ra cho mấy đắp nha mày. Thiệt lẹ lẹ đi anh em ơi. Còn lưng đâu, cứ ra lẹ lẹ luôn đi. Đây Phương lưng gì nó gan lỗ hết trơn luôn nè mày. Đây hả? Đây hả? Không biết coi dây cả này nè. Đây để gì đó giùm anh đi. Chị hai giàu có đây không? Chị hai giàu có đây luôn hả? Trời ơi, không vô luôn trời. Vì bảy chị hai giàu mình mới chơi không? Thôi đừng chịu nữa mày. Đắp lại đây. Gạch đầu tới lưng. Ê ê, không được, không đổi. Gì nữa hả? Trời ơi, nó lấy lộn tấm gì thôi chứ cha. Áo của mày cái gì? Ở đâu đây giao lộn? Ai biết, làm xuống mày, nhiều chuyện. Đập đi mày ơi, hết da rồi. Rồi không còn. Còn còn giờ kể coi ai vô ủng hộ tranh thủ vô đi nha. Còn còn có còn. Ui da ông nội nó nghe tranh thủ. Lỡ lỡ mày ơi tao lỡ. Trời ơi lỡ hả mày. Xích ra. Hết chuyện mày lỡ sao. Mày lỡ cái chu nghĩa đẻ của tao mà kiếm bà và vợ chứ hả. Mày đẩy xích lên để muốn nhập đi. Nhập gì? Trời ơi nhập thành BD đi trang tiếng đị rồi sao ông nội. Nằm xuống mày, mày đặt cái đồng gạch thích lên. Qua mày tính xích cái gì? Ông nội xe xe xe. Chuẩn bị sư tử quỷ này bà con ơi, chuẩn bị. Ê, mới chuẩn bị đặt bước lộn chỗ đi. Chạy mất tiêu rồi mày. Chuẩn bị. Bấm. Hai ba đập đó. Xì xé ra ngoài luôn. Chở vậy không. Vậy 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 kìa. Chưa? Chưa thấy đại hay không chưa?
Rồi.